Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch mỗi ngày lên tới hơn 5.000 tỷ đô la. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận ổn định tự lập về tài chính nếu có 3 chữ May, tâm lý, method, phương pháp, money, vốn. Hãy đến với khóa học quản lý vốn trong Forex tại unica.vn. Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được tầm quan trọng của quản trị vốn, hướng dẫn chi tiết về quản lý vốn và tính khối lượng giao dịch khi vào lệnh, tự tin trong giao dịch và giúp tâm lý giao dịch tốt hơn, đi lâu dài hơn trong thị trường này. Ổn định tâm lý và tự tin khi giao dịch với khóa học quản lý vốn trong Forex tại unica.vn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.